Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Tiếp tục trở lại clip ngày hôm nay sẽ là một con âm ly rất là to, rất là khủng long cũng như khá hiếm gặp, mặc dù là nó rẻ thôi nhưng mà nói về đồ cổ thì nó khá hiếm, cũng như là con âm ly này có công suất tốt để anh em đánh được nhiều loa, đánh đa năng loa ha. Và đây chính là con âm ly đèn khủng long đến từ hãng Sikot nha. Model này khá hiếm vì nó lớn. Thì con này Khôi cũng đã từng bán. Rồi Khôi nói lại này, thì Khôi mới vừa cái điện thoại nó mất cái clip đi. Thì đây là con Sikot 340 khá lớn, trong dòng bán dần nó cũng có một con, nó cũng có cái đời này nhưng mà nó là 340B nè. Còn con này là 340 tơn ha. Size rất là lớn luôn. Đây đây nè. Size 44 ha, size 44. Trong dòng máy mi đèn 44 là lớn anh em nha, vì đèn Mỹ nó thường nhỏ, đèn nó càng nhỏ hơn. Thì về thiết kế nó đã ná với bán dần này. Đó, công tắc nguồn tích hợp trên cái núm lau nét. Rồi bát chép, nhưng mà nó khác biệt là bát chép chỉ hai tầng này, bát chép riêng biệt ha, đấy là nó khác biệt về bán dẫn. Rồi nó có thêm những cái chức năng khác bình thường như stereo mono này ha. Rồi con này có lau nét nữa này, lau nét ở đây này. Rồi tôi quay cho anh em xem cái vỏ gỗ rất là xịn sò luôn anh em nhìn này, vỏ gỗ này đóng, nhưng mà mình đóng cái vỏ này là vỏ gỗ gỗ cây này chứ không có đóng cái vỏ gỗ bột như trên thị trường ha. Nắp này tháo ra được này, tháo ra được này. Cái này có thể sơn màu vàng này. Đấy. Đó, máy móc nguyên zin chưa thổi bụi luôn này. Khá đẹp luôn. Rất đẹp luôn ha. Con này chạy bóng 7591 khá lớn luôn. Đấy. Thì cái con này một lần mở rất là khó anh em nha. Thì Khôi sẽ mở từ từ, anh em đợi Khôi nha. Đấy. Tuyệt vời luôn, vỏ của con đẹp, mặt mũi đẹp này. Mấy con này hàng bay về, hàng ấy bay á nên nó thường đẹp ha. Thường đẹp chứ nó không giống như đồ bại, rất là đẹp. Núm này mình có thể chùi cho nó vàng nó được anh em nhé, chùi cho nó vàng nó, tại vì đồng oxy hóa, tại vì con này được chưa thổi bùi luôn là nên nó là như vậy ha. Đó, tuyệt vời. Tăng phô này, nhiều thợ họ sơn rất đẹp, còn Khôi là để nguyên bản mộc luôn, lần này làm biến sơn, tại vì sơn nó là phải che lại hết, tháo bóng rồi che mấy cái này lại mới xịt được. Đó, nên là Khôi chưa làm mùa này, mùa ế làm biến này, bán rẻ mà nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ tháo nó ra cho anh em xem được cái ruột gan cũng như cấu hình bóng bên trong ha. Đây. Rồi Khôi tháo cái vỏ nó ra rồi anh em nha. Đây này, cái vỏ gỗ của nó này. Đấy, rồi bây giờ mình xem cái máy cổ hơn 50 năm. Đấy, con này ra đời vào thập niên 1970 nè, hơn 50 năm. Nhưng mà còn khá đẹp ha. Chưa dọn, chưa chùi như vậy thì được đánh giá là khá đẹp. Đấy, vì Khôi bán rất là nhiều. Đó, và thấy được cái độ đẹp của nó nhờ như vậy. Chùi ra thì coi như là mới luôn ha. Rồi con này là nguồn lớn, công suất lớn, anh em thấy công suất tiêu thụ của nó được thiết kế tới 250W anh em, công suất tiêu thụ á nha. Nó lớn hơn cả dòng bán dần nên là nó sẽ có lực khỏe, tăng phô to, xuất âm to ha. Rồi nó nhiều bóng tại vì nó là dòng receiver. Còn phần chính của nó là bóng công suất là 7591 ha, bóng rè 12.7. Thì hiện tại bóng rè anh em, bóng cao cấp luôn ha, đang là bóng 12.7 ha. Telephone can, bóng Đức á. Bên này vậy, đây nè, nhổ cho anh em xem. Jemari, made in Western Jemari 12.7. Rồi 12.7 cũng là Western Jemari luôn. Con này thật là bóng xịn sò luôn anh em nha. Đây này. Toàn là bóng xịn luôn. Toàn bộ bóng ở nước ngoài á nè, họ chơi bóng cao cấp lắm. Đó, không giống như về Việt Nam á. Về rồi nhiều người buôn bán nó cứ thay đổi bóng cho còn Khôi không nha. Thì mấy con này đây nè, đang cầm bóng này là bóng Sikot Westinghouse anh em. Nó được sản xuất bởi hãng Westinghouse. Đây nè. Đây nè. Đó. Mà cái hãng Westinghouse này á là không là bóng của Sikot. Đấy. Tại vì đời này á là nó chạy bóng tiếp theo, thì trong này á nó người ta cắm là hai cây eco, hai cây Westinghouse, thì nó cũng cái eco này anh em cũng là của hãng Westinghouse. Khôi khẳng định đây này, Westinghouse này anh em thấy không, cũng do một hàng sản xuất hết Westinghouse ha. Westinghouse này sản xuất cho Sikot, cho eco đấy, cho RCA. Đây này nó có chữ đàng hoàng nha. Đây này, nên là bóng này bóng zin nha, bóng zin của đó Westinghouse. Thì Khôi giải thích rõ để nhiều người không hiểu. USA đây, cái này đây này, cái Khôi mới rút ra này, Westinghouse này. Ai Westinghouse
ok chưa? Nên yên tâm nha, bóng thì bóng đồng bộ chứ không có khác gì, khác mỗi cái tem. Nếu như mà chùi đi rồi thì anh em không khác, anh em nhìn này, nhìn các cái cốt của nó anh em nha, không khác anh em, chuẩn hoàn toàn luôn ha. Đấy. Ok rồi, nói rõ vậy để cho anh em hiểu phần nào cái này là bị dơ. Đấy. Ok chưa, cái cốt của nó hoàn toàn giống. Đấy. Và con này chạy ổn định luôn, tôi test vài lần rồi, đánh với các dòng loa lớn chạy ngon lành luôn nha. Quay bằng điện thoại này, nó lúc nó thì sáng lúc thì không. Đó, tuyệt vời. Ok ha. Đó, bóng khôi nói lại, bốn cái công suất nó là cái tiên hao 7591, bóng 12S7 telephone ken, bóng 12U7 telephone ken, còn lại là Yamari đó, còn lại các bóng khác là bóng radio thì nó là bóng của hãng Rossi Code rồi. Đây này nè, sự cốt này. Đó, mình quan trọng nhất là bóng trên nhé. Một số bóng nằm trong trục này, rút ra cho anh em xem. Đó, telephone ken này ha, rất là nhiều luôn, toàn bộ bóng đứt khác. Đấy, nên nó thật sự là có cái giá trị về chất âm. Cấu hình bóng này là cấu cao cấp nha, 6 cây 12S7, mà nếu như mà đúng telephone ken này anh em mua phải trên 10 triệu rồi. Đó, còn lại bóng nguồn nợ, nên cái bầu bóng này là hơn nợ máy rồi anh em nha, gần 2/3 máy rồi. Rồi ok, bây giờ khôi lắp vào và test chất âm, giá trên 30 triệu nha. Đây nè, mặt bên dưới nha, còn rất là đẹp luôn. Quan trọng nhất là nguồn này, tàu này ha, chất âm này. Đấy, tủ nói tầng là zin của nó hết này, 1, 2, 3, 4 này. Đấy, 5, 6, 7, 8 này. Đấy, anh em không? 8 cây nhân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây lớn, 8 cái 9 cây lớn, 9 cái tủ lớn. Dưới này 16 cái tủ này. Nếu như mà tính theo tiền á, một cái 500 á đây này. Thờ mà bán để thay cho đúng á là một cái 500 anh em nha. Nên là nhiều khi chơi đèn á là nó khác nhau về cái giá trị nó như vậy. 16 cái tủ mà anh tính 500 anh em. 20 cái là 10 triệu là 8 triệu bạc á. Khiếp hồn không? Nên là nhiều người cứ không hiểu, cứ so là tại sao bên này thấp bên kia cao, nhưng mà họ không hiểu về đèn đâu nha. Rồi ok, Khôi đã nói xong mọi thứ, Khôi kết thúc ở đây. Con Omni đèn rất là tuyệt vời, hoàn hảo luôn nha. Hoạt động tốt, tiếng hay, khỏe. Giá cũng năm 2024 này cũng ok luôn. Anh em mà nghe thử chất âm rồi giao dịch chốt giá cuối clip. Now go.
Thôi, Khôi vừa test thử anh em nhạc vàng bolero nha. Thì không phải là nhạc này nó hay hay bộ ghép này nó hay, nhưng mà mỗi ngày, mỗi clip thì Khôi test một thể loại nhạc cho nhiều anh em cảm nhận. Nhìn tại vì người thì thích nhạc vàng, người thích acoustic, người thích trữ tình. Đó nên là Khôi cố tình Khôi test như vậy. Còn nói riêng về cái sản phẩm Khôi bán á thì Khôi cũng đều nói rõ, nói kỹ nha, và chịu trách nhiệm bảo trì sửa chữa cho tất cả anh em trong thời gian sử dụng nha. Nếu mà lỗi kỹ thuật về máy móc trong tầm kiểm soát, có là trong cái tầm mà Khôi xử lý được, Khôi hỗ trợ được thì Khôi sẽ hỗ trợ. Còn nếu như mà lỗi của người dùng thì mình sẽ hỗ trợ tiền phí nha, trả cho thợ. Rồi về con âm ly anh em thì tuyệt vời nha, con này cũng khá hiếm, nó không mắc nhưng mà nó khá hiếm trên thị trường vì nó rất là to và nặng anh em. Thì đây là dòng âm ly đèn công suất lớn nhất của cái dòng Sikot mà có receiver này, anh em lưu ý nha. Để lựa chọn có thể đánh R3, R2 thì quá rất đơn giản. R3 này đến với các dòng Antep, rồi Tannoy, Bass 4 tấc, Antep, A57, A9, xin lỗi, A57, 19 đều đánh được này. JBL 100cm đánh được luôn. Hôm qua Khôi có đánh thử cái cặp Allen cũng đánh tốt luôn anh em. Nhạc vàng ra bass trầm khỏe luôn, công suất tiêu thụ lớn nên nó hầu như đánh được nhiều loa. Còn với đó là bóng 7591 là bóng này khá lớn trong dòng âm ly, chỉ đứng sau L34, đứng sau các cái bao thôi. Đấy, Khôi chia sẻ hơi nhiều vì nói về đèn thì để nhiều người chưa rõ thì mình hiểu hơn ha. Rồi về mức giá nè, thì con này có cái giá là trên 30 triệu chút xíu, anh em tham khảo và cân nhắc nha. Thấy hợp lý thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu. Đèn thì Khôi không có báo cụ thể một chuẩn chính xác 100% vì sao, vì nhiều người á có đi so sánh về cấu hình bóng. Rồi thứ hai nữa là nhiều người thì muốn có cái option về bóng, nó có nghĩa Khôi anh muốn đổi cái bóng này đổi bóng kia, thì lúc đó mình sẽ nói về cái giá trị thêm về từng bóng anh em nha. Bóng nó chênh lệch nhau rất là nhiều, cùng là con âm ly này, nếu như thấy bóng thường, bóng châu Âu là bóng Nga đó, hoặc là bóng Trung Quốc vào á thì nó giảm đi 10-15 triệu nha. Nên là mình chưa rõ thì cứ alo cho Khôi, còn biết ra thì mình giao lưu nha. Rồi Khôi xin kết thúc ở đây.